Hôm nay mình sẽ nấu món súp Hàn Quốc với món dâm linh chim mua ở chợ Esma, chợ Hàn Quốc đấy. Nguyên liệu ở đây một bịch, đây là nấm, nấm kim châm, này nấm gì ta quên rồi, nấm đùi gà nhỏ, cái này là mấy cái chả nè, đó. Chả. Có gì nữa ta? Có mấy cái bịch cái súp nấu. Nó có sẵn đậu hũ. Mình sẵn đậu hũ hả? Ừ. Chứ nó có cái bịch sốt của nó, mình bỏ vô thôi. Rồi mình thêm với tôm. Mình còn nếm thôi. Mình bỏ hai cái bịch súp có sẵn nè, bịch nước sốt có sẵn nè. Trong cái bịch gia vị nấu á. Muốn sắc đây sao không được? Cái chả là mình sắc làm sao không được, thấy vừa ăn thôi. Đừng thấy mặt tôi cho nói nha. Ừ, bỏ nước thì nó phì lên phải rồi. Đây nồng nước nó sôi là nhìn thấy ớt đã ghê luôn á. Xong thì mình bỏ vô hết luôn, chờ nó sôi lên. Xong tiếp rồi mình sẽ bỏ tàu hũ, các tàu hũ ra từ miếng nhỏ nhỏ ra hai cái hộp tàu hũ á. Giờ là cắt tàu hũ này mình sắc lại thôi, không cần đẹp. Cắt sao thấy vừa thôi. Công nhận cắt cái lớn luôn á. Nó tại vô cẳng nó càng bấy thì nó càng thấm. Tại sao phải cắt bấy như vậy? Cho nó thấm. Ồ, thì là vậy. Rồi thả vô không? Rồi tới lúc đó là tới nấm. Muốn cắt làm sao nó vừa ăn là được rồi. Thích ăn sao thì cắt làm gì thôi. Rất là đơn giản, không có cần gườm gà. Tại vì nấu nhà ăn chứ không phải là nấu bán. Vậy là mình thích ăn thì mình bỏ vô thôi. Sau khi cắt xong thì mình bỏ nấm vô. Bỏ vô từ từ. Không nó thôi nó văng. Đó. Sau đó là mình sẽ bỏ cái này. Bây giờ hết luôn. Có nước á, đừng lấy nước đi. Cái món đặc biệt nhất là kim chi không thể thiếu được, mình phải lấy ra mình cắt. Gấp ra có thích ăn nhiều hay ít thôi. Cắt xong rồi bây giờ mình bỏ kim chi vô luôn, bớt bớt lửa thì kim chi vô. Bỏ kim chi vô xong thì mình tới bỏ tôm. Tôm xuống. Thì xong cái nồi súp rồi đó. Xong sau đó mình sẽ đập trứng vào.
mình sẽ đã quậy lên. Giờ bắt chảo lên để dầu và chiên canh này. Đó. Cái này ăn ngon lắm. Có thể vô chợ của Hàn Quốc mua được. Sau khi chiên xong thì mình có một nghĩa đồ ăn Hàn Quốc. Mình thích một cái tô súp Hàn Quốc hơn. Thế sao? Ngọt. Ngọt. Cay dừa. Dạ, có gặp nó hả? Chả ngon. Nước đậm đà. Ai làm vậy? Cay dừa. Ai làm vậy? Dạ tôi làm á. Đây ai? Để tới miếng bánh. Nóng. Bên trong có bún. Chân. Thịt. Thịt nghèo. Kìa, ngon. Vừa ăn à, khỏi chấm.